Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây thì mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức mới nhất trong bản tin sáng ngày hôm nay 21 tháng 7. Các bạn thân mến, trong phần đầu tiên này xin gửi đến quý vị và các bạn lịch thi đấu vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2024 ngày hôm nay 21 tháng 7. Ở phần tiếp theo mời các bạn đến với những nội dung chính sau đây. Đại diện Việt Nam bất ngờ xin rút lui khỏi giải đấu của AFC. Từ châu Âu, thủ môn Việt Kiều tạo cơn sốt chuyển nhượng ở Việt Nam. Mời các bạn cùng đón nghe. Các bạn thân mến, vào lúc 15 giờ chiều ngày hôm nay 21 tháng 7, U19 Việt Nam của chúng ta sẽ có trận đấu thứ hai gặp U19 Úc thuộc khuôn khổ bảng B của giải vô địch U19 Đông Nam Á 2024. Như các bạn cũng đã biết là suốt thời gian qua thì không có đài truyền hình cũng như là đơn vị truyền thông nào tường thuật trực tiếp các trận đấu của U19 Việt Nam cũng như là các đội khác tại giải U19 Đông Nam Á. Kênh Điểm tin bóng đá sẽ cập nhật link xem sớm nhất để gửi đến quý vị các bạn trong phần mô tả cũng như phần top comment của video. Vì vậy mà nếu quý vị các bạn quan tâm thì chúng ta có thể đăng ký kênh, sau đó thì quay trở lại vào khung giờ thi đấu để cập nhật link xem sớm nhất. Đã không có khó khăn nào với U19 Úc trong ngày ra quân khi họ dễ dàng có chiến thắng 6-0 trước U19 Lào. Thời tiết nắng nóng có lẽ không cản được sức mạnh của đội bóng này khi họ vẫn giữ được sự sung mãn suốt trận dù liên tục thi đấu với tốc độ cao. 6 bàn vào lưới Lào là con số chưa phản ánh hết thế trận cơ hội của Úc tạo ra. Trước Lào, Úc đã chơi với sơ đồ 4-5-1, hàng thủ của đội bóng này đôi lúc để lộ ra những khoảng trống cho U19 Lào tận dụng. Nhưng nhìn tổng thể thì Úc vẫn hoạt động hiệu quả khi bọc lót cho nhau tốt, nên U19 Lào dường như là không có nhiều tình huống uy hiếp cầu môn của đội tuyển Úc. Bộ tứ trong hàng thủ vẫn đảm bảo tốt, một phần là do các tiền vệ thực hiện vai trò đánh chặn từ xa tốt. Có thể thấy là thế công của Úc là đa dạng. Họ sở hữu chiều cao lý tưởng, nhưng các pha hãm thành của đội bóng này chủ yếu đến từ các pha phối hợp ở tầm trung. Các miếng đánh vỗ mặt từ trung lộ kết hợp với xẻ biên nhanh và mạnh của Úc đã khiến cho Lào nhanh chóng bị vỡ. Úc đã tạo ra sự nhịp nhàng lớn ở khu vực trung tâm, trong lúc hai tiền vệ cánh là Ioannis bên trái và Thiago ở bên phải là những mũi khoan lợi hại trong cả chuyền bóng lẫn dứt điểm. Trong lúc đó thì mũi công duy nhất Soleimani không chỉ làm tường tốt mà còn là một ngòi nổ đáng gờm với cú đúp bàn thắng cho U19 Úc trước Lào. Rõ ràng là Úc không phải là đối thủ mà Việt Nam có thể tự tin hướng đến mục tiêu là giành 3 điểm như là trước Myanmar, nhưng chúng ta đã không thành công ở lượt trước. Hơn hết, thầy trò ông Vinh chắc chắn là phải rút ra nhiều kinh nghiệm sau trận hòa với U19 Myanmar ở trận ra quân. Trước khi tính đến các phương án tấn công, U19 Việt Nam cần đảm bảo sự vững chãi ở hàng thủ. Thủ thành Đình Hải đã làm tốt nhiệm vụ trước cầu môn khi anh đã cứu được một số bàn thua cho U19 Việt Nam. Nhưng để cho thủ môn này không phải vất vả hoạt động thì các hậu vệ của chúng ta cần phải chơi tập trung hơn, bọc lót cho nhau hiệu quả hơn, tránh lộ ra khoảng trống. Hai cánh cần phải chơi mạnh và dứt khoát hơn. Úc tập trung số đông ở tuyến giữa nên Việt Nam chắc chắn là phải chú trọng nhiều hơn đến nhân sự và chất lượng ở khu vực này. Chỉ khi thực hiện hiệu quả khả năng tranh chấp kiểm soát bóng ở giữa sân thì lúc đó áp lực cho hàng thủ mới có thể giảm bớt, đồng thời thì cũng có cơ hội cho hàng tiền đạo. Có thể ông Vinh sẽ có thêm giải pháp theo hướng thay đổi đội hình xuất phát bằng những cầu thủ đã gây ấn tượng khi vào sân từ ghế dự bị khi bị Myanmar dẫn trước. Về lực lượng thì cả hai đội đều có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quan trọng vào chiều ngày hôm nay. Việc chia điểm với Myanmar đã khiến cho các cầu thủ chúng ta bị đẩy vào thế khó trong cuộc đua ngôi đầu. Và muốn rộng mở cánh cửa đi tiếp, đoàn quân của Huấn luyện Vinh không còn cách nào khác là buộc phải thắng Úc. Dẫu vậy thì đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng bởi Úc được đánh giá cao nhiều. Tất nhiên thì bóng đá luôn chứa đựng bất ngờ. Và để biến điều đó thành hiện thực, Việt Nam của chúng ta chắc chắn là cần phải chơi tập trung, chơi với hơn 100% sức lực và thực sự hiệu quả trong cả khâu phòng ngự lẫn tấn công. Ở trận đấu sau đó tại khuôn khổ bảng B thì Lào sẽ gặp Myanmar vào lúc 19:30 ngày hôm nay. Myanmar và Lào là những đội không được đánh giá cao tại bảng B trước Việt Nam và Úc. Theo đánh giá thì cơ hội cạnh tranh ngôi đầu
vị trí có vé vào bán kết của Myanmar và Lào là con số 0. Trong đó thì Lào sớm cho thấy năng lực yếu ớt khi thua đậm 0-6 trước Úc ở trận mở màn như đã nói ở trên. Cần nhớ là Lào đang là đội bóng đương kim á quân của giải đấu và rõ ràng là đội hình hiện tại thua kém hoàn toàn so với 2 năm trước đây. Với Myanmar thì họ đã có trận đấu xuất sắc khi cầm hòa Việt Nam ở trận mở màn. Dù vậy thì nếu nhìn rộng hơn, Myanmar không phải đội bóng có thể tin tưởng khi thua 6 và chỉ hòa 1 trong 7 trận đấu vừa qua. Từ châu Âu, thủ môn Việt Kiều tạo cơn sốt chuyển nhượng ở Việt Nam. Các bạn thân mến, thủ môn Việt Kiều Patrick Lê Giang là cái tên hàng đầu đang được săn đón trên thị trường chuyển nhượng. Cụ thể, Lê Giang bắt đầu được khẳng định tên tuổi ở Việt Nam kể từ mùa giải 2023. Cho đến mùa giải 2024, thủ môn Việt Kiều này thực sự đã gây ấn tượng khi lọt vào đội hình tiêu biểu. Lê Giang hiện đang ở châu Âu để nghỉ ngơi sau thời gian khá dài xa gia đình. Thời gian này thì anh vẫn thường xuyên trực tiếp đàm phán với các đội bóng về tương lai của mình. Theo thông tin mới nhất, các đội bóng là Viettel, Bình Dương, Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai cũng đánh tiếng với Lê Giang. Về trường hợp của Công an Hà Nội, câu lạc bộ này mong muốn tái ký hợp đồng nhưng Lê Giang sẽ chỉ đưa ra quyết định sau buổi làm việc vào ngày 25 tháng 7 tới đây. Trong số các câu lạc bộ kể trên thì Nam Định sẽ có mặt ở đấu trường AFC Champions League 2, tức là AFC Cup với tư cách là đội vô địch V-League 2023-2024. Tiềm lực tài chính mạnh cùng với mục tiêu rõ ràng ở mùa giải này là yếu tố giúp cho Nam Định có lợi thế hơn trong cuộc đua giành chữ ký của Lê Giang. Mới đây thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng chính thức cho đăng tải thông báo chia tay thủ thành Lê Giang. Huấn luyện viên Phùng Thanh Phương rất muốn giữ lại ngôi sao Việt Kiều này trong đội hình nhưng không thể vì lý do tài chính của đội. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Giang là một trong số những người có đóng góp lớn về chuyên môn. Tiếng nói của thủ môn này trong phòng thay đồ cũng có trọng lượng do anh thể hiện sự chuyên nghiệp trong thi đấu và sinh hoạt. Tính từ mùa giải tới đây, tức là mùa giải 2024-2025, nếu câu lạc bộ nào dùng Lê Giang thì vẫn sẽ có quyền sử dụng thêm một cầu thủ Việt Kiều nữa. Mỗi đội bóng ở V-League sẽ được sử dụng hai cầu thủ nước ngoài có gốc gác Việt Nam trong mỗi trận đấu. Ở mùa giải 2023-2024, Công an Hà Nội cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mượn Lê Giang vì quy định của giải chỉ được đăng ký một suất Việt Kiều. Nguyễn Philip là người được chọn bắt chính ở đội bóng ngành công an kể từ thời điểm đó cho đến cuối mùa giải vừa qua. Đại diện Việt Nam bất ngờ xin rút lui khỏi giải đấu của AFC. Các bạn thân mến, câu lạc bộ Thanh Hóa tiếp tục có một mùa giải thành công khi bảo vệ thành công chức vô địch cúp quốc gia. Danh hiệu này của đội bóng xứ Thanh có được suất chơi bóng ở AFC Champions League 2 cùng với Nam Định, đội bóng vô địch V-League. Tuy nhiên thì theo những thông tin mới đây từ VN Express, Thanh Hóa đã trình đơn lên AFC và đã được chấp thuận. Phía VFF cũng ngay lập tức đề xuất AFC cho một câu lạc bộ khác của Việt Nam để thay thế Thanh Hóa dự giải, nhưng đề xuất này không được thông qua. Được biết, lý do mà Thanh Hóa xin rút lui khỏi AFC Champions League 2 là bởi họ gặp phải lịch thi đấu dày. Nếu tham dự cả giải đấu này, Thanh Hóa phải cày ải cả 4 đấu trường bao gồm V-League, Cúp Quốc gia, Cúp các câu lạc bộ Đông Nam Á. Điều này sẽ là câu lạc bộ xứ Thanh vừa khó đảm bảo về mặt thành tích và vừa khó trong việc chi tiêu tài chính. Có thể Thanh Hóa sẽ dồn sức thi đấu ở Cúp câu lạc bộ Đông Nam Á. Giải đấu quốc tế này vừa sức để cho câu lạc bộ xứ Thanh hướng đến thành tích tốt. Ở đấu trường AFC Champions League 2 là giải đấu có thể thức mới được AFC bắt đầu áp dụng từ mùa giải tới đây. Đây là giải đấu có cấp độ tương tự như là AFC Cup trước đây nhưng sẽ có nhiều đội bóng mạnh từ Hàn Quốc, Nhật Bản tham dự. Tính cạnh tranh vì thế cũng sẽ khốc liệt hơn. Thanh Hóa cũng đã có động thái để chuẩn bị thi đấu ở đấu trường quốc tế. Theo nguồn tin từ báo Lao Động cho biết, câu lạc bộ Thanh Hóa muốn bổ sung một cầu thủ châu Á, một cầu thủ Đông Nam Á cùng 5 nội binh tốt và một cầu thủ Việt Kiều. Đến tháng 8 này, Thanh Hóa sẽ bắt đầu tranh tài ở giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á. Đội bóng này nằm cùng bảng với nhiều đội mạnh như là BG Batum United, đại diện đến từ Thái Lan có nhiều ngôi sao như là Chanathip hay là Dangda, Terengganu của Malaysia, PSM Makassar của Indonesia. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.